Xin chào mọi người, mình là Poseidon đến từ Kairos Venture. Thì trong cái clip ngày hôm nay, mình sẽ cùng với mọi người đi tìm hiểu về một cái dự án rất là thú vị. Hiện tại dự án này đang là giải pháp hàng đầu trong việc staking ETH trên Ethereum 2.0 và cũng đang là giải pháp hàng đầu trong việc staking các đồng coin nền tảng khác trên Solana, trên Terra và tương lai gần là Polkadot. Thì mọi người hãy cùng mình tìm hiểu cái cách mà dự án hoạt động cũng như là tiềm năng của dự án trong tương lai nhé. Ok, let's go. Không biết qua cái phần giới thiệu ban đầu như vậy thì có anh em nào đoán ra đó là dự án nào chưa ạ? Mình xin giải đáp luôn, đó chính là Lido Finance và website là lido.fi và như ở trên màn hình. Anh em có thể mở cái website này ra và cùng với mình đi tìm hiểu xem đâu là những cái chìa khóa để khiến cho dự án nó đạt được những cái thành công lớn như vậy. Thì đầu tiên, Lido Finance là giao thức hỗ trợ người dùng tham gia stake ETH trên chuỗi Bitcoin của Ethereum 2.0, cho phép người dùng kiếm được staking rewards mà không cần phải khóa ETH của mình hoặc là duy trì cơ sở hạ tầng như một validator. Lido DAO chính là DAO của giao thức. DAO này sẽ thông qua việc thiết lập chi phí, chỉ định những người vận hành nốt và Oracle, sử dụng phí và các khoản bảo hiểm, nghiên cứu phát triển giao thức v.v. Thông qua quyền biểu quyết từ việc nắm giữ token quản trị. Đâu là cái vấn đề mà Lido Finance đang giúp user giải quyết? Thì nếu như mọi người tìm hiểu về cái staking ETH 2.0 á, thì mọi người sẽ hiểu có một số cái ràng buộc khi mà user tham gia staking. Đó là đầu tiên số lượng Ethereum tham gia lớn, với cái bội số của 32 ETH, tức là phải số ETH mà bạn muốn tham gia staking phải là 32, 64 hoặc là 128 v.v. Đây là một lượng ETH rất là lớn, đồng thời nó ngăn cản cho những cái người mà ví dụ như người ta có 35 ETH chẳng hạn, người ta muốn tham gia staking thì thực tế người ta chỉ staking được 32 thôi, còn 3 ETH người ta không tham gia được. Đây là một cái rào cản đầu tiên. Cái thứ hai đó là số lượng ETH sẽ bị khóa ở trong giao thức cho đến cuối phase 1.5 và hiện tại mới chỉ là phase 0 của Ethereum 2.0. Đây là một khoảng thời gian rất dài và do đó nó dẫn đến cái hạn chế thứ ba, đó là rủi ro bị biến động giá, trong khi cái lượng rewards từ việc staking là không phải là quá đáng kể. Cái thứ tư là trở thành validators thì có rủi ro, đó là anh em sẽ có thể bị phạt khi vi phạm về mặt chứng thực và đòi hỏi chúng ta phải duy trì cái việc online làm cái rất là thường xuyên. Thì đây không phải là cái việc mà bất kỳ retail investor nào cũng có thể làm được. Thứ năm đó là khi mà Ethereum bị khóa thì mọi người không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi, không thể kiếm thêm lợi nhuận từ việc hold ETH hay là tham gia các cái giao thức DeFi khác để nhận yield farming vân vân. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi và có thể bị rủi ro về biến động giá. Thì những cái khó khăn này nó đã dẫn đến cái việc là ngăn cản cho những cái nhà đầu tư nhỏ lẻ, những cái retail investor, người ta có sở hữu Ethereum, người ta muốn hold Ethereum lâu dài và người ta muốn tham gia staking nhưng mà người ta lại không thể nào tham gia được. Thì Lido Finance chính là một cái giao thức để sinh ra để giải quyết những cái rào cản đó. Thì cái cách mà Lido Finance giải quyết vấn đề á, cũng rất là đơn giản thôi. Đầu tiên thì giao thức sẽ mở cái cánh cửa tham gia staking ETH 2.0 cho tất cả mọi người. Cụ thể đó là giao thức không yêu cầu số ETH tối thiểu, tối đa tham gia và bất kỳ ai cũng có thể tham gia được. Thứ hai đó là đảm bảo tính thanh khoản cho user, tức là khi mà user deposit ETH vào thì sẽ được nhận lại một cái token gọi là SETH. SETH này sẽ là cái đại diện cho ETH của user đã tham gia vào giao thức và cũng là đại diện cho cái số ETH mà user nhận được reward. Đó. Cái thứ ba đó là giảm thiểu rủi ro khi tham gia staking. Rủi ro đây là chúng ta sẽ hiểu đó là giảm thiểu cái rủi ro về mặt bị phạt khi mà chúng ta tham gia với một vai trò là validator, bởi vì khi mà chúng ta tham gia Lido Finance á thì Lido Finance sẽ ủy quyền cho những cái validator mà kiểu như chuyên nghiệp á, những cái công ty mà người ta chuyên làm về 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 validator rồi, người ta sẽ nhận ETH và người ta thực hiện cái việc này. Do đó chúng ta sẽ hoàn toàn rất là ít bị rủi ro. Cái thứ tư đó là đảm bảo phi tập trung cho Ethereum. Như mọi người đã biết á, thì nếu mà không có những cái giải pháp như Lido Finance á, thì cái lượng ETH staking sẽ tập trung vào một hoặc một số cái cá nhân và tổ chức nhất định.
Thì việc này nó gây ảnh hưởng khá là nhiều đến mạng Ethereum, tức là nó làm cho mạng Ethereum ít phi tập trung đi, ít decentralized đi. Thì khi mà có Lido Finance á, thì cái giải pháp của Lido Finance chính là chia cái ETH mà giao thức nhận được ra nhiều validator khác nhau. Từ đó nó đảm bảo cho không có validator nào có cái lượng ETH nhiều, nắm giữ cái lượng ETH nhiều, đảm bảo cái tính phi tập trung cho mạng Ethereum. Cái cuối cùng đó là người dùng có thể kiếm được lợi nhuận từ cái đồng SETH mà khi khi chúng ta deposit ETH vào được cái giao thức mint ra và trả lại, thì cái ETH này có thể được mang đi lending, yield farming hoặc là làm tài sản thế chấp trong cái giao thức DeFi để mà chúng ta kiếm thêm cả lợi nhuận trong lúc chúng ta bị lock cái ETH. Thì đây chính là những cái giải pháp mà Lido Finance đưa ra và đã thực hiện để nhằm giải quyết cái vấn đề rào cản khi chúng ta tham gia staking ETH 2.0. Rồi thì đây là một cái sơ đồ miêu tả cái quá trình hoạt động của Lido Finance. Anh em có thể tham khảo thêm. Ở đây mình đã diễn giải một cách đơn giản. Đầu tiên thì user sẽ gửi ETH vào smart contract của Lido và nhận lại SETH như là một cái bảo chứng cho số dư. ETH của user sẽ được phân chia thành các nhóm gồm 32 ETH mà gửi cho các validator khác nhau để tham gia staking ETH 2.0. Lợi nhuận sẽ được tính bằng tổng ETH gốc cộng với cái API, tức là cái staking reward. Sau khi đã trừ đi những cái chi phí thì cái lợi nhuận này sẽ tiếp tục bị trừ đi 10% do cái giao thức Lido đã thu, gọi được gọi là protocol fees. Và cái phần protocol fee này sẽ được chia 50-50, và 50 sẽ được gửi cho validator nodes và 50% là gửi vào DAO treasury của Lido. Lido Finance thì sẽ có hai loại token là SETH như mình đã nói và LDO. Thì SETH là cái loại token mà được mint ra khi bạn deposit Ethereum vào, và số dư của SETH sẽ thay đổi theo số dư của ETH mà user nhận được sau khi cộng cái gốc và cái reward. Cái số dư SETH này bạn có thể rút bất kỳ lúc nào và có thể được sử dụng vào trong cái giao thức tiền khai thác. LDO là token quản trị. Thì hiện tại token này chỉ mới có chức năng là governance, tức là chức năng biểu quyết, và cái quyền biểu quyết sẽ tỷ lệ phần với lượng LDO staking. Về token allocation thì token allocation của Lido Finance á, là đồng LDO với tổng cung đó là 1 tỷ LDO, ở trong đó DAO Treasury là chiếm 36,3%, Investor là chiếm 22,2%, Initial Developer là chiếm 20%, Founder and Future Employee là chiếm 15%, Validator và Signature Holder là chiếm 6,5%. Thì mình nhận xét một chút về tokenomics, thì cái mức chia tokenomics của LDO như vậy là tương đối, của Lido như vậy là tương đối phù hợp đối với cá nhân mình. Trong đó là mình đặc biệt chú ý đến phần DAO Treasury là chiếm đến 36,3%. Và tại sao cái DAO Treasury nó lại chiếm nhiều như vậy thì mình sẽ cùng với anh em giải đáp ở trong cái phần tiếp theo ha. Chúng ta sẽ nhắc lại một chút về cái phần allocation trong cái phần tiếp theo. Rồi để đánh giá cái sự phát triển của Lido Finance thì chúng ta cần quan tâm đến những cái chi tiết nào. Thì đây là một dự án làm về staking, giải pháp staking. Do nó theo mình để đánh giá thì cần quan tâm đến một số tiêu chí sau. Đầu tiên là số lượng Ethereum và các tài sản khác đã deposit vào Lido Finance để sử dụng cái giao thức. Đây chính là cái key của giao thức, tại vì càng nhiều tài sản dev vào thì có nghĩa là giao thức càng phát triển và càng nhiều người user tin tưởng giao thức, và đồng thời cái phí thu được từ giao thức nó càng lớn. Cái tiêu chí thứ hai đó là số chain mà Lido triển khai được giao thức của mình, tức là ngoài Ethereum là cái chain đầu tiên thì Lido Finance nó có kế hoạch hoặc là đã triển khai trên các chain khác hay chưa. Bởi vì theo như mọi người biết á, thì hiện tại không chỉ có Ethereum là cái blockchain duy nhất ở trong crypto mà có rất là nhiều cái blockchain mới khác đang phát triển rất mạnh, như Solana, như Near Protocol, như Polkadot, như Binance Smart Chain, vân vân. Cái thứ ba đó là các giao thức chấp nhận cái đồng SETH cũng như các cái đồng token khác từ Lido Finance mà mint ra để làm tài sản thế chấp và yield farming. Thì cái tiêu chí này có nghĩa là sao ạ? Có nghĩa là cái độ phủ và cái độ liên kết giữa Lido Finance với các giao thức DeFi khác để mà tạo ra cái lợi nhuận
cho cái người dùng của mình. Bởi vì khi người dùng người ta cầm những cái đồng như SETH á, thì người ta có nhu cầu, người ta mang đi farming, người ta landing, người ta làm tài sản thế chấp để người ta nhận được cái một chút cái lợi nhuận ở trong cái quá trình mà người ta đợi ETH và bị được được unlock. Thì càng càng nhiều giao thức chấp nhận thì có nghĩa là người dùng càng được lợi, và khi mà người dùng càng được lợi thì chúng ta lại bắt đầu có thấy những cái người dùng mới, người ta deposit vào để người ta tham gia giao thức. Rồi cái thứ tư đó là cái sự cân bằng giữa SETH và ETH. Như mọi người đã biết đó, thì SETH và ETH là SETH chính là cái con số đại diện cho ETH chúng ta tham gia vào giao thức. Tuy nhiên thì cái SETH này nó sẽ không không phải là nó cố định, mà nó sẽ có sự thay đổi. Bởi vì khi mà chúng ta staking một thời gian đó, thì chúng ta sẽ nhận được reward, và cái SETH này nó sẽ tự động tăng lên để ghi nhận cái reward đó, để sau này khi mà chúng ta đổi đổi SETH thành ETH đó, thì chúng ta nhận được luôn cái reward của mình. Thì khi đó về mặt bản chất thì SETH tổng cung ở ngoài nó đã lớn hơn cái lượng ETH thực tế mà mọi người deposit vào rồi. Ngoài ra thì chúng ta còn mang cái SETH này chúng ta đi farming, đi farming, đi landing để mà nhận thêm lại tiếp tục lợi nhuận nữa. Do đó cái bài toán của Lido Finance cần phải chú ý đó là đảm bảo được sự neo giá cân bằng giữa SETH và ETH. Bởi vì khi mà SETH quá nhiều á, thì có thể có những người, người ta hold nhiều SETH, người ta có thể đung xuống, đung giá ETH xuống dưới giá ETH, thì khi đó những cái người còn lại thì cái việc mà người ta đang đang hold cái ETH để người ta nhận reward, người ta sẽ bị chịu thiệt hại đó. Cái cuối cùng là protocol fees. Thì như mình đã nói thì giao thức có thu phí cho người dùng, do đó thì protocol fee càng nhiều thì chứng tỏ là giao thức càng hoạt động ổn định và càng thu được lợi nhuận cao, thì khi đó thì những cái token holder người ta sẽ càng hứng thú và cái giá của LDO có thể tăng lên trong tương lai dài. Rồi thì để chúng ta đánh giá sự phát triển thì chúng ta sẽ vào cái website của Lido ha. Đầu tiên thì mọi người có thể thấy trong website nó đã hiển thị cái lượng tổng cái số tiền mà staking ở trong giao thức á, là nó lên đến 6 tỷ 6 USD. Trong đó là có khoảng 32.000 staker đó, và reward là khoảng 69 triệu đô. Thì đây là một con số rất là lớn đối với một giao thức chỉ mới vừa bắt đầu. Trong đó thì chúng ta có thể thấy đó là Lido đã triển khai lên 3 chain, đó là Ethereum 2.0, Terra và Solana. Thì hiện tại cái lượng tài sản ETH khóa ở trong cái Lido lên đến 4 tỷ 3 USD. Terra là cũng rất là lớn với 2 tỷ 2 USD, và chỉ có Solana là một cái chain vừa mới triển khai cách đây khoảng mình nhớ là khoảng 34 ngày gì đó, thì cái số tiền khóa là 65 triệu đô. Thì từ cái con số này đã cho chúng ta thấy được Lido Finance đã triển khai rất nhanh lên các cái chain, không chỉ là ETH 2.0 như cái ban đầu cái kế hoạch mà người ta đặt ra, mà còn cả những cái chain mới, và cái số lượng tài sản mà người ta thu được cũng là rất là lớn. Và đây chính là cái con số mà mình muốn mọi người lưu ý, bởi vì một cái giao thức mà cái TVL lên đến hơn 6,6 tỷ đô thì nó hơi lớn hơn rất nhiều cái hệ sinh thái còn lại cộng lại. Rồi tiếp theo thì chúng ta thấy là Lido đã được audit, tức là được kiểm toán bởi một số bên như Quantstorm, Signalprice, Mistbuy, vân vân. Thì đây là cái cũng cần thiết thôi, bởi vì khi mà chúng ta có một cái lượng tài sản khóa lớn như vậy á, thì chúng ta có thể gặp cái rủi ro về hack. Trong tương lai gần á, thì Lido Finance có kế hoạch triển khai lên AV và những cái chain khác như là Polkadot, để mà người dùng, người ta người người holder những cái đồng coin và token này người ta có thể stake ở trên Lido Finance để kiếm thêm lợi nhuận. Ngoài ra chúng ta có thể vào cái phần Nansen ha, vào cái trang web Nansen. Ở đây nó có một cái analytics cho Lido Finance. Thì anh em có thể thấy là cái lượng ETH deposit từ khoảng tháng 1 đúng không? January 2021 là đến tháng 9 là nó tăng rất là kinh khủng. Từ khoảng đâu đó chỉ mới bắt đầu là dưới 100.000, mà đến bây giờ là nó đã tăng lên hơn 1,2 triệu Ethereum được staking ở trong Lido Finance. Anh em có thể thấy được cái sự khủng khiếp của cái giao thức này nó đến nó như thế nào ha. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ xem thêm một số cái thông số về token price của SETH đấy, rồi những cái giao thức
mà đang hold nhiều cái ETH nhất, thì anh em có thể thấy là chủ yếu là được đưa vào sử dụng trong Curve ha, đưa vào sử dụng trong Curve. Anh em để ý coi cái phần mà staking, các cái ví mà staking lớn nhất á, thì có thể thấy là cái ví top 2 là của Three Arrows Capital, thì đây là một trong những cái quỹ cũng rất là lớn ở trên thị trường với nhiều dự án thành công, và đây cũng chính là một trong những cái quỹ đã đầu tư vào Lido Finance. Ngoài ra còn có ví của Nexus Motor là cái bảo hiểm ha. Tiếp theo thì chúng ta sẽ tìm hiểu về một cái thông tin rất là thú vị, đó là cái đồng Rai Fund của Lido Finance. Đây khi mà mình gõ thì mình tìm ra được một cái thông tin ở trên trang The Block Crypto, đó chính là cái giao thức Lido Finance đã Rai được 73 triệu đô đến từ cái lần gọi vốn gần đây nhất, trong đó là cái quỹ Paradigm là cái quỹ mà người ta dẫn đầu cái lần gọi vốn này, và người ta đã mua đến 51 triệu đô cái đồng LDO ở trong cái Lido DAO Treasury, và đồng thời thì 22 triệu còn lại thì được nắm giữ bởi Coinbase Venture, Three Arrows Capital, Yum Trading, Alameda Research. Thì đây toàn là những cái tên rất là lớn ở trên thị trường, và như mọi người đã biết còn là toàn là những cái quỹ uy tín cả. Và như mình đã nói thì cái phần DAO Treasury đó đã được mua lại bởi chính cái Paradigm đó, tức là mua lại rất là lớn với 51 triệu đô được mua lại đó. Ok, tiếp theo thì chúng ta sẽ xem về validator ha. Thì trong Lido Finance thì có khá là nhiều validator, khoảng 14 validator, thì cái này sẽ đảm bảo cho cái tính phi tập trung của giao thức cũng như là tính phi tập trung của mạng Ethereum. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng nhau check về cái vốn hóa và cái giá của token hiện tại. Thì chúng ta sẽ dùng trang CoinGecko. Thì hiện tại Lido DAO đang là, có cái mức vốn hóa thị trường là 256,6 triệu đô. Khối lượng giao dịch mỗi giờ là 15 triệu đô, và cái giá của token đang dao động trong khoảng 5.2 USD. Thì đây là một cái mức vốn hóa ở mức gọi là trung bình một dự án midcap. Tuy nhiên mọi người cần để ý là cái mức vốn hóa này so với cái TVL của nó thì vẫn rất là bé, và còn có những cái tiềm năng để phát triển tiếp trong thời gian tới. Chúng ta xem một chút về cái chart ha, cái chart giá tổng quan của Lido. Đấy, thì mọi người có thể thấy là giá nó ở đáy ở đâu đó khoảng vùng 0.8 USD, và hiện tại nó 5 đô thì nó cũng đã gần x6 lần rồi. Do đó thì nếu mà chúng ta có cái định đầu tư hay xuống tiền vào cái dự án này á, thì chúng ta cũng cần thêm cái thời gian quan sát, bởi vì đây không còn là một cái dự án gọi là rẻ nữa so với cái mức giá này. Mình đánh giá là cần phải có thời gian quan sát thì mới có thể đầu tư có cái nhận định và có cái đầu tư được. Như vậy chúng ta sẽ quay lại những cái tiêu chí ban đầu mà chúng ta nói đến á. Thì đầu tiên thì số lượng ETH hay các tài sản khác đã deposit vào Lido á, thì anh em có thể thấy là một con số rất là lớn và rất là ấn tượng rồi. Cái này chúng ta đã đi qua và chúng ta sẽ có thể khẳng định như vậy. Tiếp theo là số chain mà Lido triển khai thì chúng ta cũng thấy là rất là ấn tượng, với Ethereum, Terra và Solana là ba cái chain rất là lớn hiện tại. Và tương lai thì giao thức có cái kế hoạch phát triển trên cả Polkadot cũng như là các cái protocol như AV để mà mở rộng cái giao thức của mình. Đó. Thì cái thứ ba là các giao thức chấp nhận là SETH và các token khác của Lido làm tài sản thế chấp. Thì phần này chúng ta lại phải quay lại cái phần website một chút, bởi vì nãy mình chưa có mở cái này cho anh em xem ha. Chúng ta sẽ vào cái phần Lido Ecosystem. Thì anh em có thể thấy ở đây là có các cái giao thức lớn như là Curve, Balancer, Ancho Protocol, SushiSwap, một in, hay là các cái ví như là MetaMask, Trust Wallet, rồi những cái giao thức farming như Yearn Finance. Thì đây đều là những cái giao thức rất là lớn và uy tín cả. Do đó người dùng Lido Finance có thể yên tâm là những cái đồng ETH của mình có thể được sử dụng ở khá là nhiều nơi để kiếm thêm lợi nhuận. Rồi còn về cái việc neo giá ETH và ETH á, thì hiện tại mình đánh giá là Lido Finance vẫn làm tương đối tốt và chưa có vấn đề gì xảy ra. Tiếp theo về protocol fee á, thì như mọi người thấy là phần staking rewards của Lido Finance á, là khoảng 66 triệu đô, thì như vậy là khoảng 10%. Trong đó tức là 6,6 triệu đô sẽ chính là cái protocol fee của giao thức.
và trong đó 50% sẽ được đưa vào Treasury DAO của Lido Finance, tức là khoảng 3,3 triệu đô. Thì con số này không phải là một con số gọi là quá ấn tượng. Tuy nhiên với một cái giao thức mà người ta chỉ thu một cái loại phí dựa trên cái reward của staking reward, thì mình nghĩ rằng cái phần fee này là đã chấp nhận được ở mức 10%, bởi vì người ta còn phải chia 50% ở cho cái validator nữa. Và 3,3 triệu đô trong vòng 9 tháng nữa là một con số tương đối là ổn, bởi vì chúng ta không phải tìm Lido Finance, nó sẽ không phải là một cái dự án nó kiểu như nó có sự đột biến về fee cao như những cái dự án về game hay là play to earn. Nó có sự tăng trưởng rất là nhanh, sau đó có thể là nó bị sạt xuống cũng nhanh không kém. Thì Lido Finance là một cái dự án đi đường dài, mọi người cần phải hiểu như vậy, bởi vì cái việc staking đó nó luôn luôn có nhu cầu, kể cả trong thị trường uptrend hay downtrend. Bởi vì trong uptrend hay downtrend thì những cái blockchain nó đều cần phải tiếp tục duy trì hoạt động, và đều có những cái holder người ta sẵn sàng, người ta mang cái đồng coin mình vào để người ta staking, người ta tiếp tục hold trong thời gian dài. Đặc biệt là những cái đồng coin mà có cái cộng đồng lớn như Solana hay là Ethereum hay là Terra. Do đó mọi người cần hiểu là Lido Finance là một dự án đi đường dài, và protocol fee nó sẽ tăng trưởng không phải là đột biến, tuy nhiên sẽ đều đặn. Và cái protocol fee này 50% được đưa vào Treasury DAO đó, và cái việc sử dụng fee này lại được tiếp tục là được biểu quyết bởi những ai nắm giữ LDO token. Thì chúng ta quay lại vấn đề đầu tiên, thì hiện tại Paradigm đang là quỹ nắm giữ LDO nhiều nhất, và chắc chắn người ta là người có quyền đưa ra cái ý kiến biểu quyết, và mình kỳ vọng là có thể trong tương lai có những cái biểu quyết mà có cái buy demand cho cái LDO, như là Bybit dùng một phần Treasury DAO để mua lại và sau đó đốt, hoặc là có những cái tăng lên những cái token use case, như là những ai hold LDO có thể được chia sẻ một phần nào đó protocol fee. Đó là cái nhận định cá nhân của mình, trong tương lai có thể nó sẽ tạo ra cái buy demand cho LDO tăng giá ha. Rồi, như vậy thì qua cái phần trình bày của mình thì chắc là mọi người cũng đã hiểu hơn về cái giao thức Lido Finance và cái kết mà nó hoạt động, cũng như là cái tiềm năng trong tương lai của nó. Thì như mọi khi thì mọi những cái clip của Coin68 TV luôn là mang tính chất là để cung cấp thông tin và chia sẻ thông tin, hoàn toàn không phải là lời khuyên đầu tư tài chính. Do đó mọi người cần phải có những cái research riêng của bản thân mình, cũng như là có những cái nhận định của cá nhân mình để trước khi chúng ta xuống tiền chúng ta đầu tư. Và nếu như bạn thấy cái clip này hay và thú vị, cũng như là thấy nó hữu ích, thì đừng quên là để lại những cái like, những cái follow để động viên cái đội ngũ của Coin68 TV. Rất cảm ơn mọi người đã theo dõi, và hẹn gặp lại trong những cái clip tiếp theo.